lại nữa phật tử ví như khi ba ngàn đại thiên thế giới khởi kiếp lửa thì thiêu cháy tất cả cỏ cây lùm rừng cho đến núi thiết vi núi đại thiết vi thảy đều thiêu sạch không có nơi nào còn sót lại phật tử giả sử có người tay cầm cỏ khô ném vào trong lửa đó ý các vị thế nào có cháy chăng đáp rằng không thể nào không cháy phật tử cỏ khô đó ném vào trong lửa có thể không cháy trí huệ như lai phân biệt biết được ba đời tất cả chúng sinh tất cả cõi nước tất cả kiếp số tất cả các pháp chẳng có gì mà không biết nếu nói rằng không biết thì không có lý nào tại sao vì trí huệ như lai bình đẳng đều thấu đạt phật tử đó là tướng tâm thứ tám của như lai các đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa, Phật tử ví như khi nạn gió hủy hoại thế giới, có gió lớn khởi lên, tên là tán hoại, có thể hủy hoại ba ngàn đại thiên thế giới, núi thiết vi, vân vân đều nát thành bụi. Lại có gió lớn, tên là năng trướng, bao bọc chung quanh ba ngàn đại thiên thế giới, ngăn che gió tán hoại, không để cho đến được thế giới phương khác. Phật tử, nếu không có gió lớn năng trướng đó, thì mười phương thế giới sẽ hủy hoại hết. Như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế, có gió đại trí, tên là năng diệt hay diệt phiền não tập khí của tất cả các đại Bồ Tát. Có gió đại trí, tên là khéo giữ, khéo giữ Bồ Tát căn tánh chưa thành thục, không để cho gió đại trí năng diệt, dứt tất cả phiền não tập khí. Phật tử, nếu không có gió đại trí khéo giữ của Như Lai thì vô lượng Bồ Tát đều rơi vào bậc thanh văn và Bích chi Phật. Nhờ trí đó nên khiến cho các Bồ Tát vượt qua bậc Nhị thừa, an trụ bậc rốt giáo của Như Lai. Phật tử đó là tướng tâm thứ 9 của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử trí huệ Như Lai chẳng có nơi nào mà không đến tại sao vì không có một chúng sinh nào mà chẳng đầy đủ trí huệ của như lai nhưng vì vọng tưởng điên đảo trước trước nên không chứng đắc nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí tự nhiên trí vô ngại trí sẽ hiện tiền Phật tử ví như có quyển kinh lớn lượng bằng ba ngàn đại thiên thế giới, biên chép hết tất cả những sự việc trong ba ngàn đại thiên thế giới. Đó là biên chép những sự việc trong núi đại thiết vi lượng bằng núi đại thiết vi, biên chép những sự việc trong đại địa lượng bằng đại địa. Biên chép những sự việc trong trung thiên thế giới, lượng bằng trung thiên thế giới. Biên chép sự việc trong tiểu thiên thế giới, lượng bằng tiểu thiên thế giới.